nick.vn, web mua bán nick tự động số 1 Việt Nam. Ấn vào dấu ba gạch để đăng nhập và lập thẻ. Wow wow wow. Và hello, xin chào tất cả anh em, chào tất cả anh em trở lại với channel của mình. Mình là DB Gaming đây. Yeah. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video đó là gọi rồng xương. Thì con rồng xương này thì trong ngày hôm nay ngày 26, admin đã có cập nhật và có điều ước. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video đó là gọi rồng xương. Thì anh em xem rồi nhớ ủng hộ mình nhá. Thì mình ở đây hiện tại mình đang dùng con nick đẹp play của mình và mình khi con rồng xương này ra mắt thì mình có một sai lầm lớn, đó là đã đổi đệ tử quá sớm. Nhưng không sao, thì cái gì mình đã chót rồi thì thôi, chứ bây giờ mình tiếc không làm gì được anh em ạ. Đây, thì hiện tại là mình đã úp đệ tử và mình đã tích được một bộ bí ngô từ 1 sao đến 7 sao, là một bộ luôn rồi, một set bí ngô để gọi rồng xương. Thì để có thể gọi rồng xương em phải tích từ 1 sao đến 7 sao mới gọi được nha anh em nhá. Anh em gọi lúc nào cũng được, khu nào cũng được, mỗi người một khu. Và khi trong khu đó có gọi rồng rồi thì anh không được gọi nữa, thì anh em chuyển khu khác để gọi thôi. Thì ở đây mình đã tích được từ 1 sao đến 7 sao. Thì hôm nay mình sẽ mở rồi. Thì mình đã đổi đệ rồi nên ra mình sẽ thử gọi thử nha anh em nhá. Ok, mình sẽ gọi đi. Không nói nhiều lằng nhằng quá, anh em lại bảo mình câu giờ. Thì bây giờ mình sẽ gọi luôn đi. Đâu rồi, 1 sao đâu rồi, ở đây. Thì nó hơi ấy, đậu mình vừa búp mà. Để cho bên kia nó úp, bên dịch vụ chấm mi úp. Hiện tại là ăn hết x2 thì nên ra là không nói được. Rồi mình sẽ gọi rồng xương nhá. 1 sao đây, đây là bí ngô 1 sao. Kiếm rất khó anh em ạ, chỉ có chủ nhật mới có thôi. Nên ra những ngày chủ nhật anh em phải cố gắng mà kiếm nhiều bí ngô vào sử dụng nhá. Ok, bạn có muốn gọi rồng xương không? Ok, mình muốn, đồng ý. Wow, nó giống như là rồng thường anh em ạ. Đấy, mình gọi luôn này, cực đẹp luôn. Thì mình chỉ nhìn thấy một phần, một lửa thôi, 50% con rồng xương thôi. Thì còn anh em ở ngoài sẽ nhìn thấy. Đây, mình sẽ đọc điều ước từ đây sẽ có rồi. Thì đây là một cả ba kỹ năng của đệ tử. Rồi, kỹ năng thì chắc mình không đổi đâu. Mình nghĩ là khi mình đã đổi đệ tử mới rồi mà mình bây giờ mình đổi kỹ năng, thì đang chiêu Dragon ấy mà đổi phát hành qua Demon thì bỏ mẹ. Nên ra là mình không đổi cái skill nhá, mình sẽ bỏ đi. Cái thứ hai là tăng thêm 20% tấn công khi hợp thể bằng bông tai Borata. Thì mình nghĩ là cái bông tai Borata không hợp lý đâu, không cần đâu. Cái thứ ba là x2 sức mạnh tiềm năng đệ tử khi đánh quái cùng sư phụ trong 90 phút. 4 là 30 ngọc xanh. Thì mình nên khuyên anh em ở đây là anh em nào đang có đệ tử mà đổi ấy, thì mà gọi là gọi rồng xương ấy, thì thích đổi skill thì cứ đổi thôi. Nhưng mà có một trường hợp là mình biết được, đặc biệt là mình biết được một trường hợp là khi anh em skill, nghĩa là một trường hợp nữa nhá, mình sẽ làm một cái video một trường hợp là skill 2 bạn ý là đệ tử là Atomic, skill 3 là Kaioken, sau đó bạn ấy gọi rồng xương, bạn ấy đổi thì được skill 2 là Masenko, skill 3 là tái tạo năng lượng đó, sau bạn ấy lại gọi rồng tiếp, bạn ấy đổi thì lại quay về ban đầu Kaioken và Atomic. Mình không hiểu luôn, thì như này nó cứ lặp đi lặp lại ít phải gọi chục lần, mình nghĩ là vậy. Nên là nó rất tốn anh em, rất tốn. Anh em nào có khả năng rồng thì có thể gọi như thế, mình chắc không có đâu vì mình đã đổi đệ tử rồi. Buồn quá, bây giờ mình đang cần số lượng lớn từ 1 sao đến 7 sao để anh em nào có thì có thể ủng hộ mình một ít để mình gọi cái thứ ba này. Đây mình sẽ gọi điều ước thứ ba này đó. Còn anh em nào thích ngọc thì có thể gọi điều ước thứ 4, ngọc là rất phê luôn. 30 ngọc xanh ngon, 30 ngọc xanh cho một lần ước. Nhưng mà một lần ước là giá trị của một set 1 sao đến 7 sao là từ 1 sao đến 7 là hơi cao ấy. Vàng hệ tính tiền vàng cho ngọc rồng ấy, mình không tính tiền ngoài, mình tính tiền vàng cho ngọc rồng khá là cao. Nhưng mà thôi, mình sẽ ước, chắc không thì mất điều ước của 5 phút thôi. Nói nhiều quá thì nó lại mất thì chết. Bây giờ mình sẽ ước đối ước thứ ba nhá. X2 sức mạnh tiềm năng và đệ tử khi đánh quái cùng sư phụ trong 90 phút. Được rồi. Điều ước thứ ba. Được rồi, ok. Điều ước thứ ba của các con đã được thực hiện, tạm biệt. Đó thì để mình đây là gì đây? Ở đây là 89 phút. Không biết, mình không biết đây là gì.
chắc chắn là cái này là khi sau em hết 89 phút anh em có thể gọi được tiếp. Mình nghĩ là vậy thôi, cứ lâu mình không biết cái là cái gì. Thì hiện tại đây mình thử gọi nhé. Đây 3 sao này, chắc không gọi được đâu anh em ạ. Đợi một phút nữa, ok mình thử độ xem nào. Vì hiện tại là mình vừa mới ấy, thì như mình đã nói rồi, đệ tử anh em nào đang skill mà skill cũ ấy, nó thì đổi đệ tử đổi skill ấy thì nó sẽ là ngẫu nhiên và có khi trùng lặp lại. Như là anh em đang sờ Masenko, Kaioken đổi lại biến thành cấp 1 mà nó vẫn skill đó. Đôi khi nó thế. À đây Mạnh Thắng này, anh em này. Mạnh Thắng này. Mạnh Thắng là ai? Mạnh Thắng là MT Gaming. Anh em MT Gaming đây. Thấy chưa? MT Gaming nhắn tin với mình, em có 15 bộ rồi. Thì anh em chắc chắn là MT Gaming sẽ có làm một cái video gọi đổi đệ tử. À đội skill đệ tử mình nghĩ là vậy. Thì thấy MT Gaming nhắn tin đây, mình không biết phải không? Mình thử nhắn lại xem nào. Mình sẽ nhắn lại nhá. Em đợi anh có làm em gọi đấy. Đây là MT Gaming, kênh 100k sub, mình không nói điều anh em. Mạnh Thắng, thì đây là MT Gaming 15 bộ rồi. Tuyệt vời luôn. Em đưa định anh đổi skin em nhé. Ok. Ok được. Ok được. Đấy anh em này. Đấy, sau khi mình gọi rồng xong là có MT Gaming nhắn tin đến mình. Chuyển qua, đưa qua Zalo nhé. Không. Chết, mình lại phải che rồi. Sao ông này gửi mật khẩu vào đây em gì? Ok qua ok được rồi, thì mình sẽ qua Zalo và mình sẽ lấy tài khoản mật khẩu và mình sẽ quay một video về mở skin, mở đổi skin của Mạnh Thắng Gaming, MT Gaming. Thì anh em nào sẽ đón xem xong clip sau nhá. Clip này là mình đã gọi rồng xương và mình đã có một số lời nói với anh em rồi, thì clip sau mình sẽ hướng dẫn, mình sẽ đổi chi tiết hơn. Được rồi, bye bye anh em.